Thế cái bài của tôi hôm nay là muốn truyền tải với chúng ta cái vấn đề mà chúng ta gặp thường ngày, đấy là hội chứng động mạch vành cấp. Thế thì cái khái niệm hội chứng động mạch vành cấp nó cũng hơi thay đổi theo thời gian một chút. Và vấn đề số 2 của chúng ta, cái thuật ngữ chúng tôi sẽ nói kỹ vào sau, nhưng hội chứng mạch vành cấp thì nói rất là rõ. Thì cái slide này thì tất cả các bạn đã nắm được rồi. Là gì? Là một cái động mạch vành của chúng ta nó tiến triển theo thời gian. Ở đây người ta thấy là ngay cả những năm 10 tuổi, chưa kể bây giờ những cái đứa trẻ mà nó béo phì ấy, thì không may nó chết vì bệnh lý khác, người ta mổ cái mạch máu của nó ra thì đã đầy cái vết mỡ ở trên cái thành mạch rồi. Đấy là thực tế. Sau đó nó cứ phát triển dần dần, cái tế bào bọt nó ăn các cái tinh thể LDL cholesterol, nó lắng đọng xuống. Còn tại sao nó lắng đọng xuống thì đấy là một cái giả thiết của một cái bài khác của chúng ta, là lý do là nó do rất nhiều nguyên nhân, ví dụ như là tuyết tổn thương cùng với nội mạch, mạch máu. Cái tuyết tổn thương đấy thì nó lại cũng có thể là gì, là cái tuyết tổn thương đấy nó lại cũng là một cái thuyết rất quan trọng mà bây giờ mới là giả thuyết thôi. Thế nhưng tại sao lại tổn thương mạch máu thì nói thực sự là chúng ta còn chưa thể nắm bắt được rõ là cái tuyết tổn thương đấy là tại sao lại như vậy. Tại sao nó dễ tổn thương thì người ta chỉ thấy là những người nguy cơ cao, ví dụ tăng huyết áp, rối loạn lipid, rồi hút thuốc lá vân vân, thì thứ nhất là dễ lắng đọng vào để tạo thành các cái mảng xơ vữa như này. Nhưng mà để dễ lắng đọng đấy thì cái nội mạc thì nó dễ bị tổn thương hơn và nó lắng đọng vào. Thế để cũng tạo giải thích được cái việc là cứ không phải người nào lipid máu cao, cholesterol máu cao nó cũng có thể lắng đọng nhiều hơn cái người không, mà ngược lại cái người mà ít thì cũng có thể lắng đọng. Đấy là những cái vấn đề nó còn rất nhiều thứ cần phải giải thích, trong đó kể cả cái vấn đề viêm mà chúng ta sẽ xem xét. Ở đây chúng ta thấy là lắng đọng theo thời gian, thậm chí nó dày lên, thậm chí nó hẹp lòng mạch một cách đáng kể, nhưng không sao, nó chỉ đau khi gắng sức, còn nó đỡ là khi bệnh nhân yên, thì đấy là gọi là động mạch vành ổn định. Thế nhưng mà trong cái quá trình phát triển của cái mảng xơ vữa này nó không ổn định bất kể lúc nào đó. Trong những cái nghiên cứu thời gian gần đây nhất là trên 50%, thậm chí có nghiên cứu là 80% người lần đầu tiên nó bị nứt vỡ mảng xơ vữa gây nhồi máu cơ tim lại là mức độ hẹp dưới 50%. Thế do cho nên là chúng ta thấy gì, là trên 50% trường hợp lần đầu tiên bị nhồi máu cơ tim là chưa hề có triệu chứng gì của mảnh ngoài trước đây cả. Thì tại sao lại xảy ra như vậy, là cái mảng xơ vữa nó nứt vỡ? Và tại sao nứt vỡ thì lại cũng là vấn đề mà chúng ta nghiên cứu liên quan đến các cái nguyên nhân mà chúng tôi đã nói rất nhiều rồi, nhưng bây giờ vẫn bắt buộc phải nói để chúng ta hiểu được cái cơ chế. Thì nứt vỡ này nó cơ thể nó sẽ hiểu là cái phần dưới nội mạc nó hở ra, giống như là chúng ta bị đứt tay đứt chân thì máu nó phải đến đông lại rồi nó co mạch lại, đấy là cái phản xạ tự nhiên cơ thể để nó cầm máu thôi. Thế nhưng mà đây lại là do bệnh lý, nó không phải là đứt từ ngoài vào mà đứt từ trong ra, thì nó cũng đến nó bám vào thành một cái cục máu đông. Nếu không may cái cục máu đông này nó to rất là nhanh, cái nứt vỡ nó lớn cộng với nó co mạch tắc hoàn toàn, thì khi đó chúng ta xảy ra một cái gọi là nhồi máu cơ tim cấp, và trên điện tâm đồ nó bị hoại tử xuyên thành, do đó cho nên nó dẫn tới là có ST chênh lên. Ngược lại, ví dụ trên cơ sở chỉ hẹp khoảng 50% này, nó nứt một chút thôi, cục máu đông nó đến đây nó bám vào, đang từ 50% còn 80%, cộng thêm mạch lại co thắt xuống là hẹp trên 90%, bệnh nhân xuất hiện cũng đau ngực, lúc nghỉ cũng cấp giống hệt như nhồi máu cơ tim nhưng nó không tắc hoàn toàn và không gây hoại tử, nó chỉ thiếu máu dưới cái vùng dưới nội tâm mạc thôi, thì khi đó là trên điện tâm đồ nó không có SC chênh lên mà thậm chí nó chỉ chênh xuống, thì chúng ta gọi là hội chứng vành cấp không có SC chênh lên. Đấy là có hai khái niệm rất là rõ để chúng ta hiểu được như vậy. Thì đây là những cái thuật ngữ mà chúng ta thường gặp là một cái bệnh mạch vành ổn định. Chúng tôi đã nói lần trước không nhắc lại ở đây. Thứ hai là hội chứng mạch vành cấp, thì có hai cái là hội nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên và hội chứng vành cấp không có ST chênh lên. Ngày xưa cái thời mà bắt đầu khi mới ra đời các cái khái niệm này thì người ta hay gọi chung cái từ này gọi là đau thắt ngực không ổn định. Nhưng thực ra đau thắt ngực ổn định với nhồi máu cơ tim cấp không có SC chênh lên là hai cái khái niệm. Bây giờ chúng ta gộp nó vào là một thôi, là hội chứng vành cấp không có SC chênh lên. Bởi vì cái nguyên tắc xử trí của nó giống nhau, cái cách phân tầng nguy cơ nó giống nhau, do cho nên ta đưa nó vào. Nó chỉ khác nhau một tí là gì? Cái thằng đau thắt ngực ổn định nó đau ngực giống hệt như thế, tính chất giống hệt như thế. Cũng có thể có thay đổi điện tâm đồ, có thể không. Nhưng xét nghiệm nó chưa có hoại tử tế bào cơ tim thì khi đó chúng ta chưa thể định nghĩa đấy là nhồi máu cơ tim được theo các cái định nghĩa hiện tại, nhất là nhồi máu cơ tim type 2 mà chúng ta biết là nó thiếu máu cơ tim nó xảy ra như vậy. Thì đấy là chúng ta cần hiểu. Cái ý thứ ba các bạn cần hiểu rất rõ đây trước khi chúng ta đi vào các ca lâm sàng cụ thể là gì? Bệnh mạch vành và các diễn tiến của bệnh lý này là diễn biến động, có nghĩa là cái A có thể cái B, và trên cùng một nhánh mạch vành, trên cùng một cây mạch vành nó có thể có các diễn biến khác nhau.
chỗ này là mảng sơ vữa ổn định, chỗ kia là mảng sơ vữa không ổn định, chỗ kia là nhồi máu cơ tim. Thế do cho nên là chúng ta biết là các nghiên cứu, nhất là có IVUS người ta làm, thì trên một bệnh nhân nhồi máu cơ tim thì trên cũng khoảng 50% là có tổn thương các cái nhánh khác đi kèm, là có hẹp. Và đặc biệt là trên một bệnh nhân động mạch vành ổn định, khi làm sơ vữa cái khác thì người ta thấy là chỗ này thì non, chỗ kia thì già, chỗ kia thì không ổn định một chút, để chúng ta thấy là nó diễn biến liên tục động như vậy. Do cho nên là gì, cái bệnh động mạch vành ổn định cũng là một cái bệnh lý nó có mang tính chất động, nó có thể diễn biến thành hội chứng mạch vành cấp trong suốt cả cuộc đời. Nhưng cái mục tiêu của chúng ta làm sao cố gắng nó không để xảy ra thành hội chứng vành cấp, bởi vì bệnh nhân có chết là chết trong cái lúc diễn biến cấp thôi, chứ còn bệnh mạch vành ổn định nó có hẹp nó chỉ ảnh hưởng cái chất lượng cuộc sống, nó chứ ít khi mà gây ra chết người. Nhưng cái sợ nhất của nó là biến thành hội chứng vành cấp. Ngược lại, mục tiêu điều trị hội chứng vành cấp chúng ta là khống chế cái biến chứng không chết lúc đấy để nó quay trở lại thành cái mạch vành ổn định. Đấy là cái mà chúng ta thấy nó diễn biến động như vậy để chúng ta hiểu được. Thì đấy là cái vấn đề quay trở lại mảng sơ vữa như vậy. Và đặc biệt là cái ông Brown từ cái xưa ông đã phân cấp ra là hội chứng vành cấp gồm có ST chênh lên và không có ST chênh lên. Bản chất giữa hai cái này nó còn động cơ, thậm chí một số trường hợp ST chênh lên nếu chúng ta có điều trị được tốt thì nó có thể không có sóng quy, nhưng một số trường hợp chúng ta điều trị mà nó hơi muộn một chút thì nó đã biến thành sóng quy mất rồi, nó có cái sẹo nhồi máu cơ tim mất rồi. Còn không có ST chênh lên thì đại đa số nó sẽ không có sóng quy và không có ST chênh lên, nhưng có một tỷ lệ nhất định là nó lại biến thành cái nhồi máu cơ tim cấp của ST chênh lên. Thì cái này chúng ta phải hiểu rất là rõ cái tính chất động của cái mạch vành như vậy. Bản chất của tất cả các bệnh lý mạch vành là có tính chất gọi là gì, động học, kể cả các triệu chứng lâm sàng, kể cả các cái xét nghiệm, kể cả các cái siêu âm, kể cả các cái diễn biến về mặt tiên lượng và tiến triển của nó đều có cái tính chất động như vậy. Thì để có một cái chẩn đoán chúng ta đều hiểu như vậy. Nếu một trường hợp nào mà cứ cái troponin cứ tăng cố định một mức thì cũng phải cảnh giác. Trường hợp nào mà lâm sàng cứ đau ngực liên tục không có tăng có giảm cũng phải cảnh giác. Trường hợp nào mà chúng ta lại thấy là gì, điện tâm đồ nó cứ chênh lên mãi vòm lên như thế mà không thay đổi theo thời gian thì cũng không phải là nhồi máu cơ tim hoặc là đã thành sẹo rồi. Thì đấy là chúng tôi muốn nhắc như vậy. Thế đây có hai khái niệm mà chúng tôi đã nói rất rõ về mặt sinh lý bệnh là gì. Nhồi máu cơ tim cấp mà đây người ta đã, thực ra cái này chúng ta cũng không phải là biết được lâu lắm đâu, chỉ có hai chục ba chục năm trước thôi là người ta mới biết được cái cơ chế nứt vỡ mảng sơ vữa và hình thành cục máu đông, mà người ta đã làm được trên cả giải phẫu bệnh là đây là cái mạch vành của người nhồi máu cơ tim nứt vỡ mảng sơ vữa và hình thành máu đông lấp kín toàn bộ lòng mạch trên điện tâm đồ ST chênh lên. Xin lỗi. Còn trên cái bệnh nhân là hội chứng vành cấp không có ST chênh lên thì chúng ta thấy là gì, cũng nứt, nhưng nứt này nó bé hơn, hình thành cục máu đông nó sao, nó bé hơn và cái lòng mạch nó chỉ bị hẹp đi nhanh chóng chứ nó không tắc hoàn toàn. Trên điện tâm đồ nó sẽ thể hiện ra gì, ST nó chênh xuống đi ngang hoặc thậm chí T nó âm võng như này. Thế để chúng ta thấy được là cái triệu chứng như vậy. Thế thì đấy là cái nét chung để chúng ta hiểu được về cơ chế sinh lý bệnh. Thì từ hiểu được cái cơ chế sinh lý bệnh cốt lõi như vậy thì chúng ta mới đi vào được cái vấn đề là điều trị. Từ hiểu cái cơ chế sinh lý bệnh của hai cái bệnh này thì chúng ta biết được là gì, cơ chế quan trọng nhất của nó là nứt vỡ mảng sơ vữa. Còn cơ chế quan trọng số 2 của mọi bệnh lý mạch vành nói chung cũng như hội chứng mạch vành cấp này là gì, là sự mất cân bằng giữa cung và cầu. Thế do đó cho nên trong cái việc điều trị của chúng ta, cái việc chống đông chống đập tiểu cầu cực kỳ quan trọng. Và số 2 là làm sao hạn chế cái mất thăng bằng giữa cung và cầu. Trong từng chừng mực nào đó chúng ta không thể tăng được cái cung lên, cố gắng mà cứu vãn được cái cung thì chúng ta cũng phải làm giảm được cái cầu của bệnh nhân xuống. Thì đấy là cái cốt lõi trong cái việc điều trị của hội chứng vành cấp nói chung và trong cái từng bệnh lý nói riêng. Nhưng giữa nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên nó khác với cái hội chứng vành cấp không có ST chênh lên là gì, nó chỉ khác một điểm quan trọng nhất trong trường hợp này, đó chính là cái chiến lược mà chúng ta tái thông cái động mạch vành cho bệnh nhân ra thôi. Cả hai cái đều hình thành cục máu đông, cả hai cái đều làm mạch vành nó hẹp đi nhanh chóng, nhưng một cái thì chúng ta có quyền sử dụng thuốc tiêu sợi huyết để làm cho nó, mục tiêu của nó trường hợp này là gì, nó tắc, nó hoại tử tế bào cơ tim, biến chứng dồn dập xảy ra có thể chết, thì chúng ta tái thông nó vào bằng mọi giá. Không tái thông được bằng can thiệp thì chúng ta tái thông bằng thuốc tiêu sợi huyết. Đấy là cốt lõi. Nhưng cái trường hợp số 2 là trường hợp mà nó hẹp gần tắc, hội chứng vành cấp không có ST chênh lên thì nó làm sao, nó không có bị tắc hoàn toàn, nó đau dồn dập, nó cũng có thể có biến cố biến chứng không kém gì, nhưng lúc này cái việc mà chúng ta cho thuốc tiêu huyết khối không cải thiện được, mà thậm chí chúng ta cho thuốc tiêu khối còn hại hơn.
cái này thực ra nó không phải là chúng ta nghĩ ra được đâu, mà nó dựa trên gọi là y học dựa trên thực chứng. Ngày xưa đã từng có nghiên cứu mang bệnh nhân hội chứng vành cấp không có ST chênh lên cho thuốc tiêu huyết khối thì thấy cái tỷ lệ một thời gian sau là nó bị tắc lại mạch vành còn cao hơn. Lý do làm sao? Nó vẫn còn dòng chảy, nó vẫn có thể sống được. Lúc này chủ yếu chúng ta làm ổn định mảng xơ vữa và thuốc chống đông thôi. Nếu chúng ta cho thuốc tiêu khối nó rửa hết cái bề mặt của cái cục máu đông đi thì nó lại lộ ra cái lớp dưới nội mạc đấy, và cái hiện tượng rebound khi mà chúng ta hết cái tác dụng kia nó sẽ bị đông lại máu nữa thì rất là trầm trọng. Thì đấy là cái cách mà chúng ta hiểu sinh lý bệnh để chúng ta tiếp cận thì sau đó rất là nhanh. Thế thì bây giờ nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên, chúng ta đi vào các trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân nam 66 tuổi, tăng huyết áp, đái tháo đường, lúc 6 giờ sáng than phiền với con cháu vợ con là tôi đau ngực lắm, sau đó gọi xe cứu thương đến, trên đường đến bệnh viện thì ngừng tuần hoàn và được đưa vào và được các bác sĩ trên xe cấp cứu thành công. Đến viện lúc 8 giờ sáng bệnh nhân được đặt nội khí quản trong tình trạng hôn mê, huyết áp, nhịp tim như trên. Đây, câu hỏi nó rất rõ ràng cho chúng ta. Điện tâm đồ khi đến viện A9 chẳng hạn, chúng ta làm điện tâm đồ thấy nó như thế này. Là một cái trường hợp gì? Block nhánh phải hoàn toàn, không thấy cái gì khác đặc thù ở trong trường hợp này nữa. Câu hỏi đặt ra cho bệnh nhân là lựa chọn một phương án không phù hợp nhất trong trường hợp bệnh nhân này là mang bệnh nhân ra hạ thân nhiệt, hai là chụp động mạch vành cấp cứu, ba là cho thuốc tiêu huyết khối. Ai lựa chọn phương án 1 giơ tay? Đọc kỹ, các bạn cứ giơ tay theo ý kiến, giơ tay cao lên, bây giờ chúng ta là tương tác. Ai lựa chọn phương án 2 giơ tay? Ai lựa chọn phương án 2 giơ tay? Cũng không ai. Ai lựa chọn phương án 3 giơ tay? Cũng khá là nhiều lựa chọn phương án 3. Thôi chúng ta cũng sẽ câu trả lời sau tự chúng ta trả lời thôi, nhưng đây là cái thực tế nó đặt ra. Thực tế đặt ra là gì? Nó có một câu hỏi cho bác sĩ là bây giờ tôi bệnh nhân hôm nay cái chuyện này tôi nói lại đây, nhưng mà chúng ta cứ tưởng chúng ta biết nhưng thực tế không biết. Hôm trước trong Đà Nẵng chẳng nói đâu xa, một bệnh nhân ngừng tuần hoàn vào viện cấp cứu, bác sĩ mang ra chụp mạch vành can thiệp, thấy một cái chỗ nó hẹp 70% can thiệp, thì bác sĩ trưởng khoa lại mắng là tại sao mang bệnh nhân này ra chụp mạch vành can thiệp. Tất nhiên bệnh nhân đấy không cứu được, thì lúc đấy lại trách người ta tại sao mang bệnh nhân này ra can thiệp. Thế ngược lại, nếu bác sĩ đấy không mang bệnh nhân đấy ra can thiệp, không mang bệnh nhân đấy ra chụp, bệnh nhân cũng chết, thì lại trách là tại sao bệnh nhân này không mang ra can thiệp. Và cái đấy nó phải rất rõ ràng, thì chúng ta phải là người chuyên môn. Nếu chúng ta là bác sĩ tim mạch, chúng ta phải trả lời ngay và thưa bác, vì ABCD, vì khuyến cáo, vì nghiên cứu như thế này, thì cái đấy là rất là quan trọng để chúng ta phải hiểu khuyến cáo mới nó đã thay đổi. Bệnh nhân này có nên mang ra hạ thân nhiệt hay không? Hả? Cũng không. Thế thì không ai chọn một phải. Bệnh nhân này có nên mang ra chụp mạch vành cấp hay không? Có. Bệnh nhân này cho thuốc tiêu huyết khối hay không? Không. Thì đấy là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, 76 tuổi, cũng tăng huyết áp, đái tháo đường, cũng đau ngực lúc 6 giờ sáng. Đến viện lúc 8 giờ, nhập viện thì còn đau ngực âm ỉ, tim 80, huyết áp 120/80, khó thở một chút, SpO2 91%. Nghe tim hoàn toàn bình thường, bệnh viện này không có tim mạch can thiệp. Nếu chuyển đến bệnh viện có tim mạch can thiệp, ước tính là mất 1 giờ rưỡi bằng xe cứu thương. Đây là điện tâm đồ của bệnh nhân, thì tôi không cần phải đọc điện tâm đồ nữa, chúng ta đều rõ điện tâm đồ này rồi. Câu hỏi 1 là chiến lược tối ưu là gì? Cho thuốc tiêu huyết khối, nếu không có chống chỉ định nhé, chúng ta nói nếu không có chỉ định chúng ta checklist. 2, chuyển đến bệnh viện Bạch Mai, nhập vào khoa cấp cứu để chúng ta đánh giá và chuyển vào phòng can thiệp. 3 là chuyển thẳng đến phòng can thiệp tim mạch ở trong này sau khi liên hệ. 4 là siêu âm để đánh giá bệnh nhân đã rồi chúng ta quyết định. Thế thì chúng ta sẽ chọn, ai chọn phương án 1? Có 1-2 người. Ai chọn phương án 2? Có 1-2 người. Ai chọn phương án 3? Nhiều hơn một chút. Ai chọn phương án 4? À, không có ai thì tôi cũng tốt rồi, bởi vì cái này cũng đã cãi nhau rồi chứ không phải là không. Ngay ở đây ở hội trường này chúng ta cũng đã từng được là tại sao bảo không làm siêu âm cho bệnh nhân và tại sao làm siêu âm cho bệnh nhân, thì câu hỏi đấy rất rõ. Lựa chọn phương án phù hợp nhất: cho thở oxy qua sông, cho morphine, cho aspirin cộng với ức chế P2-12, và 4 là tất cả phương án trên. Ai chọn phương án 1? Ai chọn phương án 2? Ai chọn phương án 3? Đấy, cũng một số. Ai chọn phương án 4? Là rất là nhiều bằng đấy. Thì đấy, chúng ta hỏi như này thì để chúng ta biết ngay là chúng ta đã follow up cái khuyến cáo này tới mức độ nào. Thì chúng ta hiểu như thế để chúng ta hiểu được cái vấn đề nó rất là rõ ràng. Giả sử bệnh nhân đấy là được chuyển thẳng đến trung tâm can thiệp của tôi giữa đêm, chụp động mạch vành tắc hoàn toàn, động mạch liên thất trước hẹp 80%,
vành phải hẹp 60% LCX. Câu hỏi, lựa chọn phương án phù hợp nhất, chuyển xuống đùi để cho nó đúng, cho nó chuẩn, cho nó nhanh. Hút huyết khối ngay lập tức, đặt stent phủ thuốc nếu có thể. Và nếu hút huyết khối xong có dòng chảy của LD mà DMI3 thì để lại 1-2 hôm sau để đánh giá lúc bệnh nhân ổn định thì can thiệp. Thì lựa chọn phương án nào? Ai chọn phương án 1? Không ai chọn. Ai chọn phương án 2? 1-2 người. Ai chọn phương án 3? Là stent phủ thuốc nếu có thể. Ai chọn phương án 4? Là để bệnh nhân lại. 1-2 người. Đúng rồi. Đấy thì chúng ta cũng phải rõ ràng cái chuyện này thôi. Bởi vì tại sao có những câu hỏi này, nó không phải là những câu hỏi truyền thống của chúng ta. Chúng ta đương nhiên phải biết rồi, là thì chúng ta cần phải biết. Câu hỏi thứ nhất phải trả lời được thế nào là nhồi máu cơ tim cấp, không nhắc lại ở đây nữa. Nó thay đổi theo cái tình trạng năm tháng rồi. Ngày xưa thì dựa trên đau ngực là chính, sau dựa trên điện tâm đồ là chính. Bây giờ bắt buộc phải dựa trên là gì? Phải có rối loạn troponin. Nhưng ở đây tôi nhắc lại nhưng nhé, cái khuyến cáo về điều trị nhồi máu cơ tim cấp không bắt chúng ta phải chờ cái troponin, mà chúng ta cần phải set up ngay từ lúc giai đoạn ngoài viện ra làm sao, giai đoạn cấp cứu làm sao và giai đoạn trong viện ra làm sao. Thì cái việc chúng ta chẩn đoán nhồi máu cơ tim hoàn toàn đa số bây giờ chúng ta vẫn dựa trên cái sự thay đổi điện tâm đồ và bệnh nhân có những cái đau ngực điển hình. Tất nhiên trong trường hợp đấy ta vẫn kết hợp với làm troponin thật là nhanh và nhưng mà không làm chậm trễ việc mà chúng ta chẩn đoán. Nhưng để cuối cùng set up lại cái việc chẩn đoán đó thì chúng ta bắt buộc phải có troponin và là cái cốt lõi cộng thêm những các cái vấn đề khác. Lý do tại sao có những vấn đề khác, bởi vì bây giờ y học nó thay đổi rất là nhiều, có rất nhiều trường hợp mà đau ngực thầm lặng, nhất là người già, nhất rất nhiều trường hợp là nhồi máu cơ tim sau khi chúng ta can thiệp mạch vành thì làm sao chẩn đoán được, rất nhiều trường hợp là nhồi máu cơ tim mà bệnh nhân là có những các cái nó đã block nhánh trái nhánh phải, nó trên điện tâm đồ không biết nó xuất hiện từ bao giờ AVCD, thì cái đấy chuyện đấy rất là khó, chúng tôi không nhắc lại ở trong trường hợp đấy. Thì đây là trả lời cho câu hỏi thứ đầu tiên của chúng ta, bệnh nhân này có nên dùng hạ thân nhiệt hay không? Thì khuyến cáo nó đã trở thành mức độ 1. Bệnh nhân này có chụp động mạch vành không? Nếu không có ST chênh lên, bệnh nhân này rõ ràng là không phải ST chênh lên, nhưng bệnh nhân này được cứu sống và điện tâm đồ là block nhánh phải thì vẫn nên chỉ định chụp mạch vành với mức độ 2A. Cái này rất là rõ, do cho nên là cái việc mà bác sĩ kia phản đối là tại sao chụp mạch vành thì mình phải nói rất rõ là đây khuyến cáo ở mức độ là rất nên. Còn trên điện tâm đồ nó đã chênh rõ rồi thì thôi, không bàn cãi, được cứu sống thì bắt buộc phải chụp mà cứu người ta. Nhưng dù không có chênh mà ngừng tuần hoàn ngoại viện vẫn có chỉ định chụp động mạch vành cho tất cả các bệnh nhân đấy. Câu trả lời rất rõ. Chỉ trừ trường hợp là gì? Ví dụ bệnh nhân trên là gì? Cấp cứu ngừng tuần hoàn lại rồi, đến viện tỉnh như sáo sậu rồi, nghĩa là bệnh nhân họ bảo trợ vung tay phải lên, vung tay trái lên ok rồi, huyết áp ok rồi, thì chúng ta có hạ thân nhiệt không? Là không. Đấy, câu hỏi rất rõ, vì tôi đưa ra bệnh nhân đầu là gì? Đến viện vẫn hôn mê, không dùng thuốc gì, đặt nội khí quản, đánh giá rất là như vậy. Và cái này là đã được đưa vào cái chỉ định là điều trị hạ thân nhiệt nên bắt đầu càng sớm càng tốt ở giai đoạn có ST chênh lên để chúng ta có thể thực hiện như vậy. Đấy. Bây giờ chẩn đoán điều trị bệnh nhân tại khoa cấp cứu thì khám thực thể nhanh chóng, đặc biệt chú ý đến các nhịp tim vân vân. Thôi cái này chúng ta cũng không cần phải bàn cãi nữa. Đây chúng tôi chỉ nhắc lại về cái triệu chứng học mà chúng ta hiểu thôi. Thế nào là một cái đau thắt ngực điển hình thì chúng ta cần phải biết rất là rõ. Vị trí đau thường sau xương ước, đè, siết, pop, thậm chí là người nước ngoài tả như bị con voi nó dẫm vào ngực ấy, còn mình bảo như con tảng đá nó dẫm lên ngực, có thể điển hình là lan lên cằm, dưới vai, vân vân. Ở đây cái vấn đề chúng tôi muốn nhấn mạnh với các bạn là gì? Tất cả các triệu chứng đau của cái bệnh lý mạch vành nó phải có sự tiến triển theo thời gian, nó phải có sự tăng và sự giảm. Và thường nó kéo dài khoảng trên 20-30 phút thì chúng ta phải nghĩ tới nhồi máu cơ tim. Nếu trường hợp nào nó cứ đau liên tục dữ dội cả ngày thì phải nghĩ tới nguyên nhân khác. Ngược lại, những trường hợp nào mặc dù đau dữ dội nhưng đánh nhói một phát dưới một phút thì cũng nghĩ đến nguyên nhân khác. Đừng nghĩ tới đấy là nhồi máu cơ tim. Thì đấy là cái cách mà chúng ta biết được thế nào là mà cái đau điển hình. Thế tại khoa cấp cứu thì chúng ta làm gì? Phải xem là các cái tình trạng khác trầm trọng trước khi chúng ta quyết định. Trong đó, ai trong số chúng ta đều cũng biết rồi, đó là cái triple root down là rất là quan trọng. Chẩn đoán phân biệt ba nguyên nhân đau ngực cấp dễ nhầm với nhau để dẫn tới cho các cái thuốc chống đông, thuốc tiêu sợi huyết có thể gây tới chết người. Đó là gì? Hội chứng vành cấp. Hai là gì? Hội chứng chủ cấp. Và ba là nhồi máu phổi. Ba cái đấy rất dễ nhầm với nhau.
Thì cái này cũng là nhắc lại, ngoài ra một loạt các nguyên nhân khác chúng ta đều nắm rất rõ rồi, như các cái bệnh lý của phổi, màng phổi, cái thứ hai là các bệnh lý trào ngược vân vân, thì đấy là những cái mà chúng ta đều nắm mắt được rồi. Cái thứ ba chúng tôi cũng nhắc lại với chúng ta về cái điện tim, chúng ta cứ nghĩ là chúng ta đã biết rồi nhưng nhiều khi chúng ta cũng hoàn toàn chưa biết. Cái vấn đề là gì? Một là cũng phải nắm vững nguyên tắc là nó có sự tiến triển theo thời gian. Thì tiến triển theo thời gian của chúng ta thì vài giờ, vài ngày, vài tuần của nhồi máu cơ tim cấp. Giai đoạn tối cấp thì nó chỉ là cái sóng T nó cao nhọn vút lên, đấy là rất cấp. Còn giai đoạn cấp thì chúng ta thấy là sóng ST nó bắt ngang từ cái của dòng xuống, và đến sau vài giờ thì có thể xuất hiện một chút sóng Q và ST nó vẫn chênh vòm lên kiểu sóng phát đi, là nó bắt nguồn ngay từ cái sườn xuống của sóng R. Vài ngày sau thì chúng ta đã bắt đầu sóng T nó âm âm rồi, còn vài tuần sau thì thường vẫn còn sẹo của sóng Q nếu mà chúng ta không được tái thông rất là sớm mà nó mất được và ST tương đối trở về bình thường. Thì đây là cái diễn biến mà một cái trường hợp nhồi máu cơ tim cấp mà chúng ta có thể được can thiệp và được tái thông. Nhưng có rất nhiều trường hợp là gì? Khi chúng ta đánh giá lại sau 2 tuần vẫn ST chênh vòm lên như này, 1 tuần nữa vẫn chênh vòm như thế, thì chúng ta lại phải nghĩ tới nguyên nhân khác là cái gì? Là phình vách thất, đúng rồi. Thì đấy là rất là rõ. Cái này chúng ta cũng phải để ý rất rõ này. Tiêu chuẩn của chẩn đoán thế nào là chênh lên thì phải ít nhất là 2 chuyển đạo chuyên tiếp. Và một cái vấn đề nó khác nhau một chút giữa cái tuổi và giới. Nam dưới 40 tuổi thì nó có xu hướng là cái thần kinh giao cảm nó cường khá là mạnh, đâm ra ST của đoạn G nó hơi chênh lên một chút thì cũng là bình thường. Đừng có nhìn thấy nó chênh một chút và ớt ớt này là các bạn đã sợ. Mà nó phải đủ tiêu chuẩn của nó là 2.5, trên 40 tuổi là 2, còn nữ là 1.5 thì chúng ta rất là rõ ở cái chuyển đạo V2 và V3 đấy. Bởi vì cái này nó đã phải có nghiên cứu. Còn các chuyển đạo khác là G phải lớn hơn 1. Còn tiêu chuẩn sóng Q thì cái này cũng rất là rõ rồi, là V2, V3 thì Q lớn hơn 0.02. Ít nhất 2 chuyển đạo liên tiếp nhau thì Q lớn hơn 0.3 và sâu hơn 1mm. Còn tại V1, V2 thì R lớn hơn 0.04 và R trên S lớn hơn 1. Và cùng sóng T dương đồng dạng, không có rối loạn dẫn truyền đi kèm. Thì cái vấn đề này thì tiêu chuẩn sóng Q bệnh lý trên điện tâm đồ, cái này là nó cũng phải tái định nghĩa lại trong cái khuyến cáo mới nhất, nó rất là rõ đấy, để các bạn cũng cần phải nắm được về mặt lý thuyết, chứ không phải là chúng ta cứ thấy hơi chênh lên là chúng ta đã vội vàng như vậy đâu. Còn phân vùng, các cái vùng nhồi máu cơ tim thì cũng rõ rồi, tôi cũng không nhắc lại nữa. Trước vách, trước mỏm, thành trước, thành bên trước, rộng bên cao, thành dưới, thành sau, vân vân. Thì cái này thì thôi các bạn tự đọc, cũng chẳng cần phải nhắc lại nhiều. Đây là vấn đề buộc chúng ta phải nhớ và buộc chúng ta phải học thôi, để chúng ta cần hiểu. Nhưng cái này là quan trọng, năm vừa rồi mới đưa vào. Để cho chẩn đoán chính xác hơn thì block nhánh trái và block nhánh phải đều có ý nghĩa giống nhau nếu trong điều kiện xuất hiện, trong cái hoàn cảnh mới xuất hiện và cái triệu chứng thiếu máu cơ tim của bệnh nhân rõ. Đấy, riêng bệnh nhân có tạo nhịp tim thì điện tâm đồ có dạng block nhánh trái. Đấy, do vậy các dụng tiêu chuẩn tương tự như trên vẫn áp dụng, tuy nhiên thì nó ít đặc hiệu hơn. Ở trường hợp này nó chỉ nhấn mạnh cho chúng ta như thế để chúng ta thấy rõ là có một cái vấn đề nó phức tạp như vậy. Đặc biệt là nhồi máu cơ tim thành sau đơn độc, nó có một cái từ là SC chênh lên trên 0.5mm ở các chuyển đạo V1 đến V3 và chênh lên 0.5mm ở các chuyển đạo thành sau ngực là V7 và V9. Đấy, chúng ta thấy là nhồi máu cơ tim thành sau đơn độc là nó có thể thêm một cái vùng mà chúng ta cần phải hiểu như vậy. Đặc biệt là liên quan đến thân trung động mạch vành, ở đây thì nó đã thống nhất là ST chênh xuống ở 8 hoặc nhiều hơn các chuyển đạo bề mặt. Thứ nhất là 8 nhé. Đồng thời chênh lên ở V1 và hoặc AVR. Đấy, chúng ta thấy là tự nhiên thấy V1 là có ST chênh vòm lên. Trong khi đó tất cả các cái chuyển đạo khác còn lại ít nhất là 8 lại chênh âm hết xuống, thì chúng ta phải nghĩ ngay tới đây là một cái tổn thương left main. Thì đấy là trong cái khuyến cáo mới dựa trên những cái tiến triển lâu dài. Thực ra chúng ta biết là cách đây 5 năm thì hoàn toàn không có các khái niệm này đâu. Chúng ta chưa có, nhưng bây giờ nó đã có. Thì chúng tôi muốn cập nhật nó rất rõ là như vậy. Đấy là những vấn đề lưu ý về mặt chẩn đoán. Những hai vấn đề lưu ý về mặt tiếp cận điều trị của nhồi máu cơ tim cấp có SC chênh lên. Để trả lời cho tiếp câu hỏi là của bệnh nhân số 2. Thời gian thì là cơ tim thì là sự sống. Khẩn trương đánh giá tình trạng bệnh nhân và phát hiện khống chế các biến chứng là cốt lõi. Các biện pháp ổn định tại chỗ đồng thời là chiến lược tái tế máu.
và cho tới giờ phút này không còn bàn cãi gì nữa. Trong mọi trường hợp tiếp cận được can thiệp thì ta can thiệp, trừ trường hợp quá muộn không thể tiếp cận được can thiệp thì ta không có chống chỉ định cho thuốc tiêu khối thì ta cho thuốc tiêu khối, nhưng sau đó trong 2 giờ đến 24 giờ vẫn phải chuyển đến trung tâm can thiệp để làm can thiệp. Đấy là câu trả lời rất rõ. Và cái cuối cùng là một bệnh nhân nhồi máu cơ tim hoặc hội chứng vành cấp, ta chữa giai đoạn cấp có không có nghĩa là khỏi bệnh, mà chúng ta biến một cái cấp thành cái gì, cái mạn tính, và bệnh nhân lại được đối xử như một trường hợp bệnh động mạch vành mạn tính suốt đời. Sau đó trong cái giai đoạn cấp đầu thì chống tập tiểu cầu vai trò quan trọng nào thì có rất nhiều hội thảo không nói đây, này chúng tôi chỉ nêu ra những cái ý chính để chúng ta trả lời cho câu hỏi. Thế biện pháp ban đầu là gì? Khống chế biến chứng, bất động, thở oxy, giảm đau, ưu tiên dùng morphine đúng liều lượng, aspirin liều nạp, một cái ức chế thụ thể PAI-12, heparin hoặc heparin trọng lượng phân tử thấp hoặc bivalirudin. Thì cái khuyến cáo năm vừa rồi đã thay đổi một chút so với những cái ngày xưa. Ngày xưa thì heparin trọng lượng phân tử thấp không được khuyến cáo nhiều ở cái mức độ là 2B, thì đến năm vừa rồi tăng lên 2A. Bivalirubin lại từ mức độ 1 và lại xuống mức độ 2B, 1 và 2A xuống mức độ 2B, thì chúng ta thấy nó khác nhau. Còn heparin không phân đoạn thì là cái tiêu chuẩn rồi, nó vẫn không thay đổi, đấy là theo thời gian, để chúng ta thấy là cái chống đông nguyên tắc tiểu cầu như vậy. Chẹt meta giao cảm có thì đừng uống và lưu ý cách chống chỉ định có dấu hiệu suy tim. Ức chế men chuyển khi huyết áp nó cũng phải ổn định và ưu tiên trường hợp cái EF giảm, cái statin nên cho sớm và khống chế tốt đường huyết bằng những cái con đường mà chúng ta khống chế được một cách ổn định, đấy là cái đường truyền cho bệnh nhân. Cái câu hỏi đấy nó rất là rõ. Bây giờ chỉ là câu hỏi đặt tiếp cho chúng ta là gì? Chiến lược tiếp cận tái tưới máu cho bệnh nhân như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ thấy là có những các cái nguyên nhân dẫn tới delay, nghĩa là chậm trễ của là gì? Chậm trễ về phía bệnh nhân là chủ quan, là bệnh nhân không nhận thức ra được cái triệu chứng của mình để gọi sớm. Thì đây là một cái vấn đề nó còn cả một cái chương trình rất là dài, chúng ta cần phải giáo dục sức khỏe bệnh nhân. Cái chậm trễ số 2 thì chúng ta cũng có thể giải quyết được ở các nước phát triển, vì nó có rất nhiều xe cấp cứu mấy phút đã đến nhà, nhưng ở ta thì đường đông này có khi gọi 10 tiếng cứ chưa chắc đã đến được nhà. Đấy là chậm trễ về mặt hệ thống là xe cấp cứu đến. Cái chậm trễ số 3 là chậm trễ chính là của chúng ta, là của nhận thức của các bác sĩ, nhân viên y tế, là gì? Tổng thời gian thiếu máu cơ tim của chúng ta ở đây thì cái hệ thống mà y tế chúng ta chậm trễ như thế nào? Từ lúc tiếp cận nhân viên y tế đầu tiên đến khi chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thì người ta, mốc của người ta làm sao phải trong vòng 10 phút đã phải xong rồi. Sau đó thời gian đến lúc được can thiệp động mạch vành thì chúng ta thêm là cái mốc của chúng ta là gì? Nếu cái thời gian này mà chúng ta là trên 120 phút, chúng ta ước tính thời gian mà chúng ta tiếp cận được là trên 120 phút, nghĩa là vận chuyển bệnh nhân đi quá lâu như vậy, thì chúng ta làm sao? Chúng ta cho thuốc tiêu khối. Nhưng cho thuốc tiêu khối là gì? Yêu cầu từ lúc chẩn đoán tới lúc mà ra lệnh cho cô y tá là tiêm, đặt cho tôi đường truyền là phải trong bao nhiêu? 10 phút. Đấy, chúng ta thấy là nó quy định chặt chẽ. Thế tại sao có 5 phút, 10 phút như này? Trước đây nó dài hơn một tí, nhưng càng ngày càng thấp như này. Vì là người ta đã nghiên cứu thấy là thời gian là cơ tim. Do đó cho nên là đối với cái mốc này, người ta thấy đảm bảo là vẫn thực hiện được, mà nó giảm đáng kể các cái tỷ lệ tử vong cũng như biến chứng. Còn nếu chuyển tới cái trung tâm can thiệp đấy là trong vòng 120 phút thì ta chuyển, không còn bàn cãi gì nữa, và chúng ta can thiệp thì đầu, và người ta bắt buộc chúng ta là gì? Từ lúc mà bệnh nhân tiếp, tốt nhất làm sao được thiết lập chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp và được đưa đến chỗ đó, chỗ cái trung tâm can thiệp, tới lúc mà cái guideline nó qua được cái tổn thương thì là phải trong vòng 90 phút. Ngày xưa là 120 phút, bây giờ là xuống 90 phút. Ngày xưa người ta dùng từ là gì? Door to balloon time. Có nghĩa là thời gian từ lúc bệnh nhân đến cửa bệnh viện đến lúc mà bệnh nhân nong quả bóng lên. Nhưng bây giờ người ta không dùng khái niệm đấy nữa, mà gọi là người ta dùng từ lúc gọi là first medical contact, nghĩa là cái thời gian được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp cho tới lúc mà guideline crossing lesion, nghĩa là cái guideline nó đi qua được cái tổn thương đấy, người ta phải tính là trong 90 phút. Nghĩa là khái niệm của châu Âu nó cũng đã thay đổi trong những cái năm vừa rồi, để chúng ta hiểu như vậy. Đấy, thì chúng ta cần phải hiểu rất rõ như vậy. Còn nếu mà bệnh nhân lại đến được cái trung tâm mà làm sao có gì, có cơn can thiệp, thì cái đảm bảo cái ông can thiệp này phải trong 60 phút là phải đưa được cái gai vai qua cái tổn thương đấy. Thì đấy là cái mà người ta rất là mong muốn trong cái chuyện đấy. Ở đây chúng ta phải nhớ nhất là hai mảng. Cái mảng ở trên này là đến cơ sở bệnh viện không có khả năng can thiệp mạch vành hoặc vận chuyển bằng cái xe cứu thương.
ở cái mảng số 2, cái gạch cuối cùng này là bệnh nhân đến bệnh viện là có trung tâm can thiệp động mạch vành thì làm sao trong 60 phút chúng ta phải làm được cái chuyện đó. Và chúng ta ở đây người ta phân tích rất rõ là lỗi tại ai, lỗi tại bệnh nhân, lỗi tại hệ thống xe cấp cứu mà lỗi tại cái hệ thống của cái bệnh viện đấy. Đó cho nên là cuối cái này nó còn có cả một phần gọi là đánh giá chất lượng của cái bệnh viện đấy. Nó phụ thuộc vào cái thời gian này bao nhiêu từ lúc đến viện. Tất nhiên đánh giá cái chất lượng bệnh viện chúng ta chỉ đánh giá được đây, chúng ta không thể đổ lỗi cho bệnh nhân được là gì. Từ lúc đến cửa viện thì cái thời gian cấp cứu bao nhiêu, thời gian chẩn đoán bao nhiêu, tỷ lệ bệnh nhân chết bao nhiêu vân vân, và người ta đánh giá chất lượng nó dựa trên cái đấy. Thì đấy là rất là quan trọng chúng ta hiểu được như vậy. Đây là cái mốc thời gian nó quay gọi là quay xuôi theo cái kia thôi để các bạn hiểu thôi. Là gì? Ta tính mốc mốc chỗ không này này là khi mà xét đắp ra được cái điện tâm đồ và chẩn đoán được cái bệnh nhân nhồi máu tim cấp, sau chuyển đến trung tâm can thiệp động mạch vành ở đây, chúng ta thấy là nó có những cái mốc 10 phút rất là rõ, nếu mà không chuyển được thì phải cho thuốc tiêu khối trong vòng 10 phút. Trong vòng 90 phút thì cái guideline nó phải qua. Đấy, chúng ta mới phức tạp. Còn nếu mà đến chỗ nơi trung tâm thuốc tiêu huyết khối mà thành công thì các bạn cũng lại phải chuyển tới cái trung tâm can thiệp động mạch vành trong vòng từ 2 tiếng đến 24 tiếng. Dù thành công hay thất bại, đặc biệt là thành công cũng phải chuyển tới như vậy. Còn thất bại thì đương nhiên phải chuyển. Ngày xưa nó khác hoàn toàn chỗ này nhé. Chúng ta nhớ là ngày xưa nó khác hoàn toàn ở chỗ là gì? Khi cho thuốc tiêu huyết khối thành công đánh giá trên điện tim vân vân ABCD không chuyển nữa, phải không nghe thảo thuận. Đánh sau cho bệnh nhân ra viện làm lại điện tâm đồ vân vân rồi ta tính sau. Rồi gắng sức để xem là nó có bị thiếu máu cơ tim lan rộng không, rồi vùng sống còn ra làm sao. Chỉ trường hợp nào cho mà thất bại gọi là bailout PCI, nghĩa là can thiệp ở những cái bệnh nhân cho thuốc tiêu huyết khối thất bại thì lúc đó chúng ta chuyển đến, ví dụ cho xong mà vẫn chênh lên, bệnh nhân vẫn khó thở, bệnh nhân vẫn có những cái rối loạn thì chúng ta mới chuyển đến như vậy. Thời gian là bao nhiêu lâu? Cái này nó cũng thay đổi với trước của chúng ta thấy rất rõ là gì? Ở đây nó vẽ ra là từ 0 đến 3 giờ là để cho chúng ta có những cái mốc rất quan trọng, và từ 3 giờ đến 12 giờ tất cả mọi trường hợp đều 1A ưu tiên can thiệp động mạch vành trong thì đầu. Nếu không chuyển tới mà lớn hơn 120 phút thì chúng ta mới cho thuốc tiêu huyết khối và phải thực hiện trong vòng 10 phút, nó rất là rõ. Nhưng từ 12 giờ đến 18 giờ thì không còn vai trò của thuốc tiêu huyết khối nữa. Còn can thiệp động mạch vành thì đầu vẫn chỉ định cho tất cả những cái bệnh nhân mà có rối loạn nhịp tim hoặc huyết động không ổn định, thì dù có 12 giờ, dù có 48 giờ, dù có hơn 48 giờ vẫn có chỉ định can thiệp. Thế nên ra chúng ta mới check lại cái thực hành của chúng ta ở đây là gì? Đúng là trên 90% bệnh nhân đến viện kiểu gì cũng có một cái biến chứng gì đấy, không thì khó thở, không thì EF rất là thấp, rối loạn huyết động, rồi hoặc là có rối loạn nhịp có thể nhanh, nhịp chậm vân vân, thì vẫn có chỉ định can thiệp. Chỉ có một trường hợp rất nhỏ là đây là gì? Hoàn toàn ổn định rồi, đến với bạn không còn đau đớn gì nữa, huyết động ổn định, mạch ổn định, huyết áp ổn định, không có rối loạn nhịp, không có bất gì, thì có can thiệp hay không? Ngày xưa là nếu trên 12 tiếng là không can thiệp, sau đó mở rộng ra là 24 tiếng cũng không can thiệp, nghĩa là sau 24 tiếng ấy là không can thiệp, nếu trên 24 tiếng là không can thiệp, bởi vì một loạt nghiên cứu OT, nghiên cứu vân vân. Nhưng đến bây giờ thì người ta mở rộng ra đến 48 tiếng và mức độ chỉ định là 2A, nghĩa là bạn có thể can thiệp trong cái trường hợp như vậy. Xin lỗi, cái này tắt được không? Nó lại hiện ra cái zoom ở đâu ra đấy. Tắt vào đấy gì? Ok. Thế thì ở chỗ khác có lấy được không? Ok. Nói chạy đây. Rồi. Đấy thì chúng ta thấy nó rất là rõ như vậy. Nhưng trên 48 tiếng mà bệnh nhân hoàn toàn ổn định rồi thì không có chỉ định can thiệp thường quy. Lúc này thì ta làm gì? Ta phải đánh giá bệnh nhân là xem mức độ thiếu máu cơ tim ra làm sao cho nó ổn định. Đánh giá thiếu máu cơ tim, khả năng sống còn cơ tim để chúng ta quyết định là có can thiệp hay không. Hay nói cách khác là lúc đấy ta đã biến một cái bệnh nhân từ cái giai đoạn cấp thành giai đoạn hết sức ổn định và đánh giá như một trường hợp bệnh động mạch vành ổn định. Ở đây chúng tôi sẽ nhấn mạnh rất rõ những cái chuyện đấy để các bạn nắm được. Thế cho thuốc tiêu huyết khối thì đã quay lại trên rồi, trong 12 giờ nếu mà cái việc vận chuyển chúng ta khó khăn thì chúng ta cho thuốc tiêu huyết khối, và nếu không có chống chỉ định nó rất là rõ rồi. Và ở đây mặc dù là khuyến cáo về có nhồi máu ST chênh lên thì chúng ta cấm không cho những trường hợp không có ST chênh lên, hay nói cách khác là nhồi máu cơ tim mà không có ST chênh lên. Nhưng ở đây hết sức lưu ý là gì? Có rất nhiều trường hợp các bác sĩ chúng ta bỏ qua, nhất là nhồi máu cơ tim ở thành bên và thành sau đơn độc, mà chúng ta lại làm V7, V8, V9 nó mới thấy chênh lên thì vẫn được đối xử như một nhồi máu cơ tim có ST chênh lên và vẫn có quyền cho thuốc tiêu khối, mặc dù các cái thành trước là làm sao hoàn toàn là không có chênh lên.
Đấy, để chúng tôi lưu ý cái chỗ đấy để các bạn hiểu được. Khuyến cáo mới thì nó là giảm nửa liều tenecteplase ở những cái bệnh nhân trên 75 tuổi dựa trên một số các cái nghiên cứu mới nhất. Còn ba cái thuốc người ta khuyến cáo nên sử dụng là ba cái thuốc có chọn lọc này, chứ người ta không có khuyến cáo sử dụng các thuốc kia nữa. Nhưng tất nhiên trong trường hợp không có thì vẫn phải sử dụng septokinase hoặc là urokinase, nhưng mà cái đấy nó có rất nhiều biến chứng. Còn các cái liều là bao nhiêu, như thế nào, tiêm như thế nào thì ở trong này nó cũng đã chỉ rất rõ rồi, tôi cũng chẳng thể nhớ được, mà các bạn cũng phải, khi ấy thì chúng ta phải bỏ ra chúng ta tra nó thôi, chứ cũng không ai bắt các bạn phải nhớ các cái này. Chống chỉ định của thuốc tiêu huyết khối thì cũng phải tự nhớ thôi, chúng ta phải có một cái dở cái bảng ra checklist, cái trạng có xuất huyết não không, có, gạch vào đây cái thôi, bỏ sang bên, không còn bàn nữa. Dị dạng mạch não không, có, cũng bỏ sang bên. Còn khi check tất cả này không có thì ta lại có thể dùng cho bệnh nhân được. Thì đấy là cái cách mà người ta cho thuốc tiêu huyết khối là như thế. Chống chỉ định tuyệt đối này, chống chỉ định tương đối là nó trong khuyến cáo nó cũng đã nói rất là rõ rồi, cũng không cần phải bàn cãi thêm nhiều nữa. Và đánh giá hiệu quả tiêu huyết khối thế nào là thành công, thế nào là thất bại thì các bạn cũng phải tự xem thôi, chúng tôi không còn nhắc cái kia nữa. Đây là câu trả lời mà chúng ta đã tự xác định được câu trả lời là đúng nhất, câu trả lời là sai nhất trong cái trường hợp trên rồi. Thì bệnh nhân trên được đi chụp động mạch vành. Động mạch vành là gì? Chúng ta chuyển tới và chúng ta được phép chuyển thẳng tới cái trung tâm cath lab, không phải là chuyển tới qua phòng cấp cứu. Thì đấy, khuyến cáo mới này như vậy. Đó, cho nên là các bạn lựa chọn phương án là chuyển rồi, vì dưới 120 phút và 1 tiếng rưỡi là 90 phút thì được quyền chuyển. Thì chuyển như thế nào? Trước khi chuyển thì gọi ới một câu cho ông ở phòng cấp cứu và phòng can thiệp đấy nhá. Tôi có bệnh nhân sắp đến đã làm những ABCD này rồi, thì chuyển thẳng vào đấy mà chúng ta vừa set up cái chẩn đoán cho bệnh nhân, vừa tiến hành can thiệp bệnh nhân để tránh cái thời gian chậm trễ. Cái chuyện đấy nó rất là rõ rồi. Đấy, thì chúng ta thấy là đấy là cái thực tế là như vậy. Nhưng đến đây thì nó khác ngày xưa rất nhiều. Stent bọc thuốc thế hệ mới nên được sử dụng thường quy. Thứ hai là nên sử dụng đường động mạch quay. Thứ ba là gì? Có thể được can thiệp các động mạch không phải thủ phạm trong cùng một thì. Cái chuyện này rất rõ. Nhưng ở đây là gì? Không khuyến cáo đặt stent trì hoãn. Do đó cho nên bạn nào chọn phương án là thấy cái dòng chảy nó tốt, để lại 1-2 ngày nữa làm cho nó chắc ăn thì là hoàn toàn không đúng. Bởi vì đã có thử nghiệm là defer là gì, là chúng ta dừng lại và chúng ta thấy có dòng chảy hút được khối, dòng chảy để lại mấy hôm sau can thiệp thì hoàn toàn là không có mang lại hiệu quả, mà cái này là không có chỉ định. Do vậy cho nên chuyển đến đặt stent phủ thuốc là nên đặt trong trường hợp này, đường động mạch quay là nên dùng, có thể can thiệp động mạch không phải thủ phạm. Thì cái khuyến cáo đợt này nó đã khác với cái đợt trước trong cái việc thực hành của chúng ta, nói rất rõ trong như vậy. Chỉ định phẫu thuật bắt cầu nối mạch vành chỉ khi những cái bệnh nhân nào sao không thể can thiệp được, có sốc tim, có biến chứng cơ học vân vân thì chúng ta mới bắt buộc phải ứng dụng đến cái biện pháp đấy. Chứ còn nếu trong mọi trường hợp can thiệp được là chúng ta can thiệp, chứ không có chỉ định phẫu thuật trong giai đoạn nhồi máu cơ tim cấp với cái tính chất phức tạp của nó cũng như là đang cái đông máu như vậy, chúng ta không có chỉ định như vậy. Thì các điều trị tiếp theo là gì? Chăm sóc ra viện, phục hồi ra viện, biến nó thành một cái bệnh lý động mạch vành như vậy thì chúng ta ở đây là gì? Bệnh nhân phải chăm sóc tại đơn vị CCU ở trong đó. Ở đó trong bao lâu? Thế nên đâm ra là tại sao sáng nay tôi phải khiển trách anh Việt Anh vì những cái lý do đấy. Mặc dù chúng ta đông nhưng chúng ta đã có đơn vị cấp cứu, chúng ta có C7 là đơn vị mạch vành, chúng ta có Q1 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp, can thiệp xong đành rằng là bệnh nhân chúng ta chuyển. Những bệnh nhân rất nhẹ thì chúng ta cũng đánh giá tình hình, chúng ta có thể chuyển sớm, nhưng mà cái trường hợp đấy là chuyển là không hợp lý một chút nào cả. Cái vấn đề hỏi chúng ta là bao nhiêu lâu thì chúng ta phải nằm bao nhiêu lâu, bởi vì nó liên quan đến cái tiền nong ở trường hợp này cũng khá là phức tạp. Ở đây người ta cũng nói rất rõ là gì? Nếu tái thiếu máu thành công, không có biến cố lâm sàng khác, tại đơn vị cấp cứu hoặc đơn vị hồi sức tim mạch tối thiểu 24 giờ, nếu có thể sau đó bệnh nhân được theo dõi tại giường trong 24 đến 48 giờ và có thể ra viện trong vòng 48 đến 72 giờ. Đấy là cái điều kiện của nước ngoài nó lý tưởng, chứ điều kiện chúng ta chưa lý tưởng mà vừa làm xong chúng ta chuyển lên đấy là chúng ta hoàn toàn sai so với cái quy định rồi. Để đây tôi nói rất rõ, bởi vì đây không phải là tại thầy áp đặt em như này, thầy nghĩ ra thì cái đấy là không đúng, mà đây là khuyến cáo và nó đã chỉ định. Bởi vì ra được khuyến cáo này người ta đã phải dựa trên rất nhiều các nghiên cứu rồi, và để người ta mới set up được cái chuyện đó, chứ không phải là chúng ta cứ muốn là chúng ta nghĩ ra được cái khuyến cáo đâu. Đấy. Vấn đề câu hỏi nữa là chúng ta lúc nãy có các bạn nào không chọn siêu âm là rất đúng, vì các bạn thấm nhận là tất cả mọi trường hợp đã rõ không có chỉ định làm siêu âm. Nhưng tôi nói rất nhưng ở đây, nó rất rõ, siêu âm tim cấp cứu khi chụp động mạch nên được cân nhắc nếu chẩn đoán không rõ ràng. Tôi lấy ví dụ trường hợp trên, một trường hợp mà block nhánh phải hoàn toàn đấy,
Bệnh nhân ừ thì có đau ngực đấy, nhưng người ta khó thở hổn hển rồi các cái phân biệt khác chưa rõ, thì trong cái lúc chờ bác sĩ đến để chúng ta chẩn đoán thì bạn vẫn có quyền setup làm cái siêu âm cho bệnh nhân. Hoặc là những bệnh nhân làm gì, bệnh nhân chúng ta là có những cái biến chứng chúng ta đang nghi ngờ như thế thì vẫn phải làm cái siêu âm để chúng ta đánh giá. Đấy, đây chúng ta phải phân biệt hoàn toàn khác nhau giữa hai cái nhé, chứ không chúng ta có thể hiểu nhầm. Ồ không được làm siêu âm, cấm làm siêu âm thì là rất là sai. Không làm siêu âm thường quy cho tất cả những trường hợp đã rõ ràng mà làm chậm trễ cái thời gian chuyển hoặc là thái thông mạch vành cho bệnh nhân, vì cốt lõi của nó là gì, là cái thời gian là phải chạy đua. Đấy là chúng ta hết sức rõ ràng cái chuyện đấy để chúng tôi muốn nhắc lại chúng ta. Nhưng chúng ta lại phải hiểu nữa là trong cái khoảng thời gian nằm viện thì bắt buộc mọi bệnh nhân phải được làm siêu âm. Nếu sau nhồi máu tim cấp chúng ta không làm cái trước lúc đấy, làm chậm trễ thôi, nhưng bệnh nhân đấy hỏi là trước khi xuất viện có cần phải làm siêu âm không thì bắt buộc phải làm, nếu ai không làm thì lại là sai. Đấy là cái khuyến cáo nó chỉ ra rất rõ ràng rồi. Đây này, siêu âm thường quy đánh giá chức năng thất trái chứ phải phát hiện sớm mới chưa, loại trừ khối được chỉ định cho tất cả các bệnh nhân trong thời gian nằm viện sau khi can thiệp động mạch vành thì đầu. Chỉ định một siêu âm tim cấp cứu được chỉ định cho bệnh nhân huyết động không ổn định cũng nên làm siêu âm để chúng ta đánh giá. Đấy, hoặc khi có tranh cãi hoặc là phương pháp khác vân vân thì chúng ta chỉ định khi mà sau này để đánh giá cái sống còn của cơ tim thôi. Đấy thì các bạn thấy là rất rõ các cái việc nó có như vậy rồi. Còn một khi bệnh nhân có biến chứng rồi tụt sốc, tụt huyết áp, suy tim xung huyết, phù phổi cấp, rối loạn nhịp tim khác thì chúng ta phải làm gì? Ví dụ phù phổi cấp, giảm thể dịch, sốc cung lượng thấp, rối loạn nhịp thì đây là cái cách chúng ta kiểm tra theo các cái bước 1, bước 2, bước 3 mà chúng ta cân nhắc để làm các cái vấn đề khác. Chúng tôi chỉ lưu ý là trong cái khuyến cáo lần này nó khác ngày xưa một chút, nó thay đổi một chút là gì? Năm 2018, đối với những bệnh nhân sốc tim, trong mọi trường hợp biến chứng đều có chỉ định can thiệp mạch vành, rất là rõ rồi, chụp can thiệp vành. Nhưng câu hỏi đặt ra là nhiều động mạch vành cùng bị tổn thương thì chỉ can thiệp thủ phạm hay can thiệp tất cả? Nếu như trước năm 2018 thì khuyến cáo là chúng ta can thiệp toàn bộ nếu có thể được. Nhưng ngược lại sau năm 2018 thì lại khuyến cáo là chỉ nên can thiệp động mạch vành thủ phạm, còn các cái nhánh khác để lại. Bởi vì là cái tỷ lệ mà chúng ta loay hoay chúng ta can thiệp trong lúc sốc tim tất cả các nhánh thì cái tỷ lệ chết nó cao hơn. Thì đấy là cái mà chúng tôi muốn nhấn mạnh chúng ta rất rõ. Ngay lập tức can thiệp mạch vành trong sốc tim này, nếu thất bại thì mổ cầu nối, huyết áp bằng xâm lấn này, siêu âm Doppler được chỉ định này, điều trị biến chứng cơ học càng sớm càng tốt. Và cái vai trò của hát tim có nghĩa là một thành lập tất cả các cái đơn vị hội chẩn gồm có phẫu thuật viên, rồi bác sĩ can thiệp, bác sĩ ngoại khoa vân vân, hỗ trợ oxy hoặc hỗ trợ máy nếu có chỉ định theo thông khí máu, ở đây chúng ta thở máy đấy. Thì đấy là tất cả những cái mà bệnh nhân sốc tim, nhồi máu cơ tim có ST chênh lên. Tiêu sợi huyết nó chỉ cân nhắc là khi chúng ta không có khả năng can thiệp và không thể chuyển tới được. Tái thông toàn bộ trong quá trình can thiệp ở bệnh nhân sốc tim ở cái mức này nó xuống 2B, có nghĩa là có thể thôi nhưng không nên khuyến cáo. Ngày xưa thì nó lại là ở mức 1 và mức 2A, thì bây giờ nó chạy xuống cái mức rất là thấp rồi, vân vân. Để chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta chỉ định nó cũng đã thay đổi theo thời gian. Sử dụng thường quy bóng đối xung mạch chủ là không được chỉ định. Thế nhưng mà chúng ta cũng có thể sử dụng bóng đối xung động mạch chủ ở trong những cái trường hợp mà khá là cấp cứu mà để hỗ trợ cho biện pháp can thiệp thì người ta vẫn có chỉ định. Thì đấy là nó rất rõ. Nhưng mà cứ sốc tim mà chúng ta dùng IVP thì cái thử nghiệm là IVP shock nó đã không thành công. Thì để chúng tôi nói rất rõ là cái trường hợp như vậy để các bạn hiểu được. Thì đấy là cái phần thứ nhất về nhồi máu cơ tim cấp của ST chênh lên. Thì chúng ta sau cái phần này có những câu hỏi ngắn đã thì chúng ta đã trở lại cái bệnh nhân kia, thì các bạn đã nắm được chưa? Chúng ta đã trả lời được câu hỏi chưa? Thì có ai còn băn khoăn và thắc mắc gì về những cái bệnh nhân đấy không? Đấy, bởi vì chúng ta chỉ đưa ra tình huống đấy để chúng ta biết ngay là chúng ta đã nắm đến đâu. Và cái đấy là chúng ta cũng phải luôn luôn cập nhật. Và đều nó phải có những cái bằng chứng cũng như là có các khuyến cáo như vậy. Chứ chúng ta không có tự ý chúng ta nghĩ ra được. Và do đó cho nên là chúng tôi cũng rất là muốn là gì? Khi mà xảy có bất kể một cái trường hợp nào và những các cái khuyến cáo nào nó mới ra đời cũng như là các cái thay đổi về nghiên cứu lớn nào thì bắt buộc các bạn phải liên tục đọc. Cái này chẳng có ai khác cả, chúng tôi cũng phải đọc, cũng chẳng ai mà bảo tự nhiên nghĩ ra mà cái hay hơn được. Đây là chúng ta phải cập nhật liên tục. Thì đấy là cái cách của chúng ta, nó không còn có cách nào khác cả. Nhà trường hợp thứ nhất thì đấy là một số vấn đề chính và mới. Trường hợp số 2 là hội chứng vành cấp không có ST chênh lên.
Đây là một cái vấn đề rất rõ. Không có xe chênh lên thì tôi đã giải thích về mặt cơ chế rồi, tôi đã giải thích về mặt phương án rồi, tôi đã nói chúng ta về sự khác biệt so với có ST chênh lên rồi. Bây giờ chúng ta lại gặp một trường hợp như thế này: 56 tuổi, 6 giờ sáng lại cũng đau, kéo dài 20 phút, hết đau xong lại đau tiếp lúc 12 giờ, đến viện lúc 12 giờ 30, tiền sử tăng huyết áp, hút thuốc lá, đái tháo đường, đang dùng statin thuốc điều trị đái tháo đường, thuốc tăng huyết áp và aspirin, đang dùng aspirin. Tình trạng lúc nhập viện là có thêm một cơn đau ngực trái âm ỉ, tim 75 chu kỳ trên 1 phút, huyết áp 140 trên 80 mét thủy ngân, troponin T theo cái phân loại cũ là 0.15, nghĩa là bây giờ chúng ta là nếu theo cái phân hạng cũ thì bây giờ là thành bao nhiêu? Là 0.015, thì bây giờ 0.15 có nghĩa là nó gấp khoảng 10 lần đấy. Đấy, 0.015. Đây là điện tâm đồ của bệnh nhân trong lúc cơn đau nhiều của bệnh nhân như thế này. Đấy, chúng ta nhìn thấy nó rõ không? Thôi cái này thì dễ quá, điển hình quá rồi, thì các bạn đều thấy là ST chênh xuống mà kiểu lao kiểu dốc xuống nhọn hoắt như thế này. Thì câu hỏi làm test gì tiếp để chẩn đoán bệnh nhân này? Chẩn đoán bệnh nhân này là gì? Thì chúng ta đều có hết câu hỏi rồi thì là thành công rồi. Các thuốc cho cái gì? Có can thiệp động mạch vành cho bệnh nhân cấp hay không? Đấy. Và khi ra viện cho bệnh nhân thuốc gì? Thì đấy là những cái câu hỏi của chúng ta nó hết sức là rõ ràng, và các cái tình huống nó cũng thể đưa theo những cái câu hỏi như vậy. Thì có cái gì mới? Thì các khuyến cáo hiện nay chúng ta đều đưa ra làm 5 bước trong cái thực hành của hội chứng vành cấp không có ST chênh lên. Ban đầu tiếp cận bệnh nhân để đưa ra đề ra chiến lược. Cái này nó khác nhồi máu cơ tim cấp là chạy đua với thời gian. Cái này chúng ta cũng vẫn đua với thời gian, nhưng mà chúng ta tỉnh táo hơn một chút để chúng ta phân tầng nguy cơ. Thằng nào nguy cơ rất cao thì phải đua với thời gian. Ông nào nguy cơ vừa vừa đua ít thôi, còn ông nào nguy cơ thấp thì ta lại đủ đỉnh. Bởi vì cái này nó cũng phải làm nghiên cứu rồi. Buồn cười ở nước ngoài họ còn làm những nghiên cứu buồn cười như này. Hội chứng mạch vành cấp, phân tầng nguy cơ xong, xong nhóm mang đi cấp cứu trong đêm nếu mà có, còn nhóm là nếu vào ban đêm để đến ban ngày. Hội chứng mạch cấp không có ST chênh lên nhé, rồi can thiệp. Thì nhóm nào tốt hơn, can thiệp ngay tốt hơn hay ban ngày tốt hơn? Thì mấy ông Pháp ông làm đa trung tâm, cuối cùng ông thấy là ban đêm gọi cho ông đang ngủ dậy mắt nhắm mắt mở, ông lại đang tức nữa, lại người lại ít, cuối cùng làm cái chẳng cải thiện được tỷ lệ tử vong hơn, thậm chí lại còn nhiều các cái biến chứng liên quan tới các cái can thiệp hơn. Và cho nên là chúng ta được quyền, nhưng khi phân tích sắp group dưới nhóm thì nhớ với những cái đấy là chỉ nguy cơ vừa và thấp, còn những nguy cơ rất cao thì chúng ta cần phải càng sớm càng tốt. Và cho nên là khi mà có những nghiên cứu đấy, người ta mới đưa ra cái lý do để chúng ta phân tầng nguy cơ để chúng ta quyết định là có can thiệp hay không can thiệp cho bệnh nhân đấy. Khác cái nhồi máu tim cấp ST chênh lên là chúng ta cần phải giải quyết thông ngay. Bước số 3 là chiến lược can thiệp của chúng ta là gì? Bảo tồn sau khi chúng ta phân tầng như vậy. Bước số 4 là các biện pháp phương tiện hỗ trợ cho can thiệp. Ví dụ can thiệp cái gì, đặt stent gì, dùng thuốc gì phối hợp, dùng kéo dài bao nhiêu lâu. Đấy, và cũng là chờm xong bước thứ 5 của chúng ta là chăm sóc sau khi bệnh nhân nằm viện và sau khi bệnh nhân ra viện. Thì cái này nó rất là rõ như vậy. Thế thì ta phân tầng từ bước 1, khám lâm sàng thôi. Thì một bệnh nhân đau thắt ngực, nghi ngờ là hội chứng mạch vành cấp, thì chúng ta cần phải làm ngay, nghĩ tới là có bị hội chứng vành cấp hay không. Cái xét nghiệm ban đầu tay bao giờ cũng là làm điện tâm đồ. Nếu điện tâm đồ có ST chênh lên bền bỉ thì chúng ta đã trở lại trường hợp trên rồi, không bàn cãi nữa. Nhưng bây giờ điện tâm đồ không thay đổi, STT không thay đổi, hoặc là STT có thay đổi nhưng mà nó theo thời gian, thì chúng ta phải làm xét nghiệm troponin ngay, các marker sinh học cơ tim. Nếu các xét nghiệm troponin có tăng và hoặc giảm, có nghĩa là có sự biến động, thì chúng ta dẫn tới là chẩn đoán ngay là hội chứng mạch cấp không có nhồi máu cơ tim, không có ST chênh lên. Còn nếu cái troponin chúng ta không thay đổi, nó chỉ đau ngược thôi, thì chúng ta có thể chẩn đoán đây là một trường hợp đau thắt ngực không ổn định. Nó chỉ khác nhau một tí thôi về cái cách gọi là chúng ta làm như vậy. Thì ở đây là chúng ta thấy là nó cũng nó rất rõ rồi. Triệu chứng, cái mức độ đau nhiều hay ít, cái khả năng đau này của bệnh mạch vành ít hay nhiều, điện tâm đồ của bệnh nhân chênh lên rồi thì nhồi máu tim ST chênh lên. Nếu đau nó mức độ hơn trường mực nào đó thì chúng ta cần làm troponin. Nếu trong trường hợp mọi như vậy thì chúng ta có thể đưa ra các cái chẩn đoán cuối cùng của chúng ta là gì? Cái trường hợp này là đau ngực không do tim, đau thắt ngực ổn định, nặng hơn một chút là nhồi máu cơ tim không có ST chênh lên, còn nặng nữa là có ST chênh lên, đây phối hợp vào thì chúng ta chẩn đoán là nhồi máu cơ tim có ST chênh lên. Thì đấy là cái lược đồ chẩn đoán nó rất rõ. Ở đây có một cái rất là quan trọng là phác đồ 1 giờ và phác đồ 3 giờ. Chúng ta cần phải hiểu nó rõ.
Tất cả mọi trường hợp đều khuyến cáo làm troponin để có kết quả làm sao trong 60 phút. Khuyến cáo sử dụng phác đồ loại trừ 0 giờ và 3 giờ nếu có sẵn xét nghiệm troponin độ nhạy cao. Có nghĩa là nó vẫn là phác đồ sau 3 giờ rất quan trọng. Nhưng chúng ta nó có thể sử dụng phác đồ 1 giờ nếu có sẵn troponin độ nhạy rất cao và phác đồ được công nhận. Chỉ định làm xét nghiệm 3 giờ đến 6 giờ sau đó nếu kết quả của hai xét nghiệm ban đầu không cho ra kết luận và tình trạng lâm sàng vẫn nghi ngờ. Ở đây chúng ta đều phải hiểu là cái phác đồ 1 giờ 3 giờ nó là như vậy. Tóm lại là gì? Cái này chúng tôi đi hội thảo nhiều, người ta hỏi thẳng luôn, thế Tiểu Bạch Mai đã làm được phác đồ 1 giờ chưa? Nói thẳng ra chưa, cũng khó lắm. Bây giờ chúng ta mang bệnh nhân đi xét nghiệm 1 tiếng sau có kết quả đã là cố gắng lắm rồi thì nó mới đang phù hợp được. Xong bây giờ lại xong 1 giờ sau chúng ta lại làm test nữa thì rất là khó. Nhưng chúng ta vẫn phải làm là phác đồ chúng ta đây là phác đồ 3 giờ, chúng ta làm rất là rõ cho nó chẩn đoán. Ở đây nó rất rõ là cái chúng ta cái vai trò troponin chúng tôi nói là rất rõ trong trường hợp này gì? Bệnh nhân đau thắt ngực cấp, làm các cái xét nghiệm HS troponin nếu nó nhỏ hơn cái mức độ giá trị ngưỡng bình thường của chúng ta, nếu bệnh nhân đã đau trên 6 giờ rồi và bệnh nhân đã hết đau rồi mà cái mức này chúng ta xét nghiệm là nó vẫn nhỏ hơn như thế thì loại trừ các chẩn đoán phân biệt và chúng ta coi như là một trường hợp có thể cho ra viện được. Cái chuyện này rất là quan trọng. Nhưng mà bệnh nhân vừa mới đau ngực trong 2 tiếng sau xét nghiệm nó vẫn âm tính, cứ là nôm na âm tính, có nghĩa là cái mức độ đấy nó vẫn dưới là cái ngưỡng thấp nhất cho phép, thì chúng ta cần phải làm lại xét nghiệm sau 3 giờ. Nếu sau 3 giờ không thay đổi thì chúng ta cũng nghĩ tới hoặc nguyên nhân khác hoặc là một cái mạch vành ổn định nguy cơ thấp thôi, đau thắt ngực không ổn định nguy cơ thấp thôi thì chúng ta ra viện và có thể hẹn làm nghiệm phác kháng sức để đánh giá mức độ thiếu máu cơ tim để chúng ta quyết định sau. Nhưng ở đây nó gặp phải vấn đề như này đây, thay đổi. Sau 3 giờ nó lại tăng trên là bao nhiêu? Ở đây chúng ta thấy là sau khi 3 giờ của nó thay đổi là chúng ta tùy từng các cái khuyến cáo, nhưng khuyến cáo của châu Âu là nó tăng thêm 30%, nhưng khuyến cáo của châu Á là tăng thêm 50% so với cái giá trị ban đầu thì chúng ta cần phải cho nhập viện ngay và điều trị xâm lấn. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta ngay từ đầu đau ngực cấp chúng ta làm xét nghiệm nó đã tăng hơn rồi thì chúng ta cũng vẫn nên, nếu cái mức độ của nó là gì, tăng gấp là 5 lần so với giá trị bình thường cao, thì khi đó chúng ta cũng nhập viện điều trị xâm lấn ngay. Nhưng mà cái mức độ lại chưa phải cao lắm. Bây giờ ví dụ nữa lại chỉ, ví dụ trường hợp trên tôi đã ví dụ sai là 0.014 thì bây giờ thằng ông này lại làm 0.015 chẳng hạn, tăng thêm một đơn vị thôi chẳng hạn, thì các bạn đã vội vàng bảo là tăng thì không đúng, thì khi này chúng ta lại làm lại xét nghiệm sau 3 giờ thấy tăng lên thành 40-50 chẳng hạn, thì khi đó là chúng ta chẩn đoán ngay là có vấn đề và phải mang vào can thiệp. Còn nếu nó vẫn không thay đổi, sau đó ví dụ 0.015 sau xét nghiệm lại thành ra 17 và cùng lắm là 20 chẳng hạn, thì coi như là không có thay đổi theo thời gian, thì khi đó chúng ta có thể cho bệnh nhân ra viện và sau đó hẹn làm nghiệm phác kháng sức sau để đánh giá cái tình trạng như vậy. Thì ở đây thấy rõ là cái vai trò rất quan trọng. Còn đây là phác đồ 1 giờ, lại có một cái phác đồ nữa là châu Âu thì người ta hướng tới, nhưng chúng ta cũng phải hướng tới làm việc cái này. Châu Âu người ta làm rồi chứ phải hướng tới để cho nó xác định nhanh, phân loại nhanh của bệnh nhân. Bây giờ chúng ta nghi ngờ hội chứng vành cấp không có ST chênh lên, thì nếu chúng ta xét nghiệm mà trong lúc vào viện lúc 0 giờ nó nhỏ hơn A, B, hoặc là cái thay đổi lúc 0 giờ đến 1 giờ nhỏ hơn C. Thế A, B, C là gì? Người ta đối chiếu là gì? A đây này. Đấy, ví dụ lúc A là nó nhỏ hơn 5 đối với cái xét nghiệm troponin T, còn đối với xét nghiệm troponin Y ví dụ nhỏ hơn 2, còn đối với xét nghiệm troponin Y của Vista chẳng hạn của châu nó có, thực ra chúng ta chỉ có hai cái trên này thôi, nhỏ hơn 2 thì nó rơi vào cái trường hợp A này, thì thôi chúng ta loại trừ bé nó đi. 0 giờ lại nhỏ hơn B, cái mức độ 2 này. Đấy, nhưng mà lại va, thì nếu nhỏ hơn B thì chúng ta lại làm sau 1 giờ, mà sau 1 giờ lại nhỏ hơn C, có nghĩa là vẫn nhỏ hơn 3 và nhỏ hơn 12. Tóm lại tôi lấy ví dụ nôm na để các bạn dễ hiểu, chúng ta đối chiếu. Xét nghiệm troponin T siêu nhạy cho một bệnh nhân lúc vào viện là chỉ có 3, ta thôi không còn quan tâm gì. Lúc vào viện của bệnh nhân này là 10, thế thì ta làm gì? Nghĩa là nhỏ hơn 12 rồi, nhưng mà lại phải có chữ và. Sau 1 giờ làm lại thì nó chỉ, cái thay đổi này nó chỉ là thêm 2 thôi, ví dụ này thành 10, 12 chẳng hạn, thì thôi ta cũng cho bệnh nhân ra viện loại trừ được. Nhưng mà sau làm lại
thì ta lại tự nhiên lại có D chẳng hạn. Đấy, D chẳng hạn là tới tận 50, nhỏ hơn 52, ví dụ đến tận 30, 40 chẳng hạn, thì lúc này chúng ta cần phải có các cái xử trí cho nó chính xác. Ở đây cái tình huống màu đỏ là gì? Lúc 0 giờ nhỏ hơn D, nhưng hoặc cái delta thay đổi là lớn hơn E. Nhỏ hơn D là gì? Ví dụ lúc 0 giờ, lúc nhập viện ấy, 0 giờ tôi nói nôm na thì các bạn hiểu, lúc nhập viện là làm là 50. Sau 1 giờ làm lại là 53. Vì nó nhỏ hơn E, E ở đây là cái delta là bằng 5 mà, nếu mà lớn hơn 5 thì đấy. Nhưng mà sau 1 giờ làm lại ta lại thấy là lúc này đầu là 50, sau 1 giờ làm lại của chúng ta lại thành 57 chẳng hạn. Thì rõ ràng là lớn hơn E rồi, thì lúc này chúng ta phải chẩn đoán là đây là có khả năng hội chứng vành cấp và cần cho vào viện theo dõi. Còn các trường hợp khác lại nằm ở lơ lửng là gì? Lúc vào viện ấy, nhỏ hơn D, nó là 40, nhưng mà theo dõi sau 1 giờ nó vẫn không quá 5, thì nó chỉ nên 51 chẳng hạn, thì chúng ta đưa vào diện theo dõi. Bởi vì nó không nhỏ hơn A hẳn thì chúng ta đưa vào diện theo dõi. Thì để chúng ta thấy là nó hơi rắc rối một chút chỗ này, nhưng tại sao người ta đưa ra được cái này? Bởi vì lý do là dựa trên các nghiên cứu lớn, cũng không bắt chúng ta phải nhớ quá nhiều, nhưng chúng ta chỉ cần là biết là nếu mức xét nghiệm nó rất là nhỏ ngay từ đầu ta không có sợ lắm, nhưng nếu lúc xét nghiệm của nó đã rất là lớn rồi thì chúng ta cần phải nghĩ ngay tới. Còn lúc xét nghiệm nó lơ lửng thì chúng ta test lại sau 1 giờ và có cái sự thay đổi, thì tùy từng cái mẫu xét nghiệm mà nó thay đổi là 5 hay là 6 cái delta đấy thì chúng ta đưa ra được quyết định. Thì ở đây là chúng tôi muốn làm rõ một chút của chúng ta. Cái vấn đề số 2 nữa chúng ta đều phải hiểu là có rất nhiều cái tình trạng nhồi máu có tăng troponin mà không phải là do tim. Ví dụ như hôm trước chúng ta gặp rất nhiều trường hợp mà ông suy thận làm thì nó cứ mãi cao như thế, lại cứ vội vàng chẩn đoán nhồi máu cơ tim thì chết. Hôm trước có một ông như sốc nhiễm khuẩn chẳng hạn, nó như thế, máu cường giáp, suy giáp, đặc biệt sốc nhiễm khuẩn nặng, một ông tăng huyết áp cấp cứu nó cũng tăng. Nhưng tăng trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là không có tính chất động học mà nó thường là khá là ổn định. Và cho nên chúng ta cũng phải hiểu được là có rất nhiều bệnh lý có thể tăng troponin T, nhưng cái mức tăng này thường là nó hằng định chứ nó không có sự gọi là động học thay đổi theo thời gian của cái đặc điểm của cái bệnh lý động mạch vành, để chúng ta hiểu như vậy cho nó rất là rõ. Thì cái bước 1 tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta hiểu cái sơ đồ 1 giờ và 3 giờ. Bước 2 là phân tầng nguy cơ. Thế bây giờ làm sao biết ông này là nguy cơ cao, nguy cơ thấp, nguy cơ vừa? Gặp một ông đấy đã, sau khi chẩn đoán xác định cho nhập viện thì phải phân tầng ông nguy cơ này là cao, thấp hay vừa. Mục đích của phân tầng nguy cơ thì rõ rồi. Công cụ để phân tầng nguy cơ cũng rất rõ rồi. Các loại thang điểm phân tầng nguy cơ thì chúng ta đều hiểu là gì? Chủ yếu chúng ta dựa vào 3 thứ lâm sàng: điện tâm đồ và thay đổi troponin. Thứ hai là nên sử dụng thang điểm RASS, bởi vì thang điểm RASS này có ý nghĩa tiên lượng lâu dài hơn, và hầu hết các khuyến cáo hiện nay nó đều khuyến cáo chúng ta là dựa vào thang điểm RASS để chúng ta quyết định là có can thiệp cho bệnh nhân hay không. Và không bao giờ quên là sử dụng cái thang điểm gọi là thang điểm CRUSET để chúng ta chẩn đoán là bệnh nhân có nguy cơ chảy máu hay không, để quyết định cái chiến lược dùng các cái thuốc chống đông và những tập tiểu cầu của bệnh nhân nó lâu dài. Thế trong hội chứng vành cấp thì có hai thang điểm kinh điển hiện nay vẫn sử dụng là thang điểm TIMI và thang điểm RASS. Các cái thông số để làm nên các thang điểm này thì chúng ta cũng biết, chúng tôi cũng không muốn nhắc sâu, các bạn tự phải đọc thôi. Và đây là điểm cho cái thang điểm TIMI. Thì bệnh nhân trên của chúng ta là gì? Có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch chẳng hạn, đã từng chụp được mạch vành có trên 50%, có đang dùng aspirin rồi mà vẫn bị thì là cái nguy cơ cao. Thì chúng ta phân tầng nguy cơ thấp, nguy cơ vừa, nguy cơ cao. Nhưng tôi nói thực cái thang điểm TIMI này hiện nay thì ít dùng hơn, vì là nó thích dùng thang điểm RASS hơn. Thang điểm TIMI thì nó có dự đoán được cái biến cố trong thời gian ngắn, nhưng thang điểm RASS thì nó dự đoán được biến cố trong thời gian dài. Khi thang điểm này tính trên 140 là nguy cơ cao. Và thôi chúng ta cũng chẳng phải nhớ đâu, chúng ta hiểu được cái lý thuyết thôi. Và chúng ta hoàn toàn có thể tính thang điểm bằng cách là chúng ta dở cái máy, cái điện thoại di động của chúng ta, hoặc là chúng ta dở máy tính ra, chúng ta vào tên tuổi bệnh nhân rồi các cái dùng khác đó, thì nó tự tính cho chúng ta cái thang điểm RASS hoặc thang điểm TIMI, và từ đó chúng ta biết được là nguy cơ cao, thấp hay vừa để chúng ta quyết định điều trị cho bệnh nhân. Chẩn đoán phân biệt của hội chứng vành cấp thì có rất nhiều: bệnh tim, bệnh phổi, bệnh mạch máu, bệnh tiêu hóa, bệnh cơ xương khớp và bệnh khác, không nhắc ở đây nữa. Vấn đề quan trọng nhất là phân tầng nguy cơ rồi, thì ông A này đi can thiệp, ông B kia bảo tồn, hay là tất cả mà đi can thiệp thì chúng ta không cần phải quan tâm nữa. Do cho nên là cái việc mà
chúng ta phân tầng là để giúp cho ta không chỉ phân định là mục tiêu can thiệp của chúng ta có hay không, nhưng cái hai thì rất quan trọng là can thiệp vào thời điểm nào cho nó phù hợp bệnh nhân. Ở đây nó sẽ có những cái can thiệp như sau. Một là phải tiến hành can thiệp cấp cứu ngay cho bệnh nhân, trong vòng 2 giờ là phải set up ra can thiệp cho bệnh nhân rồi. Hai là can thiệp sớm là early, là trong vòng 24 giờ. Ba là can thiệp gọi là nhẩn nha một chút là trong vòng 72 giờ. Còn cái mức độ 4 là can thiệp một cách điều trị bảo tồn, hoặc là can thiệp một cách có kế hoạch khi mà chúng ta đánh giá, là cái mức độ cuối cùng. Thì để làm được cái này thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải đánh giá của tính chất đau, triệu chứng lâm sàng, vân vân. Đánh giá xem bệnh nhân đáp ứng điều trị nội khoa ra làm sao, các chất chỉ điểm sinh học tăng hay nhiều, điện tâm đồ có tăng lên không, rồi siêu âm tim có rối loạn chức năng thất trái không, thang điểm TIMI hoặc thang điểm RAS có cao hay không, để chúng ta đưa ra cái quyết định là chúng ta có can thiệp hay không. Thì ở đây chúng ta sẽ có các tầng nguy cơ như chúng tôi đã nói vừa rồi là gì? Nguy cơ rất cao, nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp. Thì nếu bệnh nhân nguy cơ rất cao, trong mọi trường hợp phải can thiệp và phải set up được can thiệp trong vòng 2 giờ. Nguy cơ cao phải can thiệp trong vòng 24 giờ. Nguy cơ trung bình để lại hơn một chút trong vòng 72 giờ. Và nguy cơ thấp thì đến khuyến cáo năm 2015 của Hội Tim Mạch Châu Âu nó lại khác so với khuyến cáo cũ là gì? Khuyến cáo cũ nguy cơ thấp chỉ điều trị nội khoa thôi. Nhưng đến năm 2015 thì bạn có thể lựa chọn giữa hai phương án. Nếu trung tâm ta có kinh nghiệm can thiệp thì vẫn có thể chỉ định cho bệnh nhân đi can thiệp. Còn nếu trung tâm ta kinh nghiệm can thiệp chưa nhiều mà chuyển đi xa quá thì có thể giữ lại điều trị nội khoa. Còn trong mọi trường hợp khác đều cần phải chuyển tới các cái trung tâm có can thiệp để set up ra cái can thiệp hết sức cấp và can thiệp sớm cho bệnh nhân 2 tiếng, 24 tiếng hay là bệnh nhân 72 tiếng. Cái vấn đề rất là rõ. Thế nào là nguy cơ rất cao? Ở đây chúng ta nguy cơ rất cao, chúng ta nói rất rõ ở đây rồi. Rối loạn huyết động, đau ngực liên tục không khống chế được, rối loạn nhịp đe dọa tính mạng, có biến chứng cơ học, có suy tim trái cấp, tự nhiên phổi có ran, biến đổi động học của SCT nó thay đổi rất nhiều và trong vòng 2 giờ. Còn nguy cơ cao là gì? Hoặc là thang điểm RAS từ 140 trở lên, hoặc là chúng ta đã có thay đổi troponin, hoặc là có thay đổi động học của cái điện tâm đồ, ba thứ. Còn nguy cơ trung bình của chúng ta là thang điểm RAS từ 109 đến 140 thì chúng ta có điều trị xâm lấn trong vòng 72 giờ. Thì đây là nó có rất là rõ rồi. Thế tóm lại, quay trở lại, soi xét lại trường hợp bệnh nhân trên của chúng ta 76 tuổi vào viện, huyết áp vẫn ổn nhưng mà có rất nhiều các yếu tố nguy cơ, đau ngực và điện tâm đồ làm sao? Chênh lên rất nhiều, xét nghiệm lại thì về troponin tăng lên gấp 3 lần. Thì phân tầng một là chẩn đoán bệnh nhân này là gì đã? Là hội chứng vành cấp không có ST chênh lên hay nhồi máu tim cấp không có ST chênh lên. Câu hỏi số 2 là có cho thuốc tiêu huyết khối không? Đấy là không bao giờ. Câu hỏi số 3 là phân tầng nguy cơ bệnh nhân đấy là cao hay thấp hay vừa hay rất cao? Bệnh nhân đấy là rơi vào cái gì? Cao, đúng rồi, không phải rất cao vì vậy chưa rối loạn huyết động, chưa rối loạn nhịp tim, vân vân, cao. Thế thì ban đêm, ví dụ như là ông Việt Anh, ông đang ngủ ở nhà thì có cần thiết phải gọi ông vào để can thiệp hay không? Thì nếu trong theo dõi đêm không gì thì ta có thể để sáng mai can thiệp được. Đấy là trong vòng 24 giờ. Nhưng ngược lại, cái ông đấy tự nhiên là đến 12 giờ đêm làm sao? Lên cơn phù phổi cấp hoặc đau ngực dữ dội. Thì lúc đấy thôi sống chết cũng phải, mặc dù thuốc men chúng ta cho đủ rồi. Thì đang chuyển từ nguy cơ cao thành nguy cơ rất cao thì phải gọi ông Việt Anh vào can thiệp. Đấy nôm na là như vậy để chúng ta hiểu được cái vấn đề cho bệnh nhân. Bước 4 là gì? Chọn được phương án rồi, phải cho thuốc men và lựa chọn biện pháp can thiệp ngay cho bệnh nhân thôi chứ còn cách nào khác cả. Cái này thì chúng ta đều biết rồi. Điều trị của một hội chứng vành cấp không có ST chênh lên là gì? Chữa đau ngực cho bệnh nhân, ổn định mảng xơ vữa bằng statin, chống ngưng tập tiểu cầu là aspirin cộng với một trong các thuốc trên, chống đông thì heparin, heparin trọng lượng phân tử thấp là cái ưu tiên lựa chọn và can thiệp khi chúng ta có chỉ định. Thì đấy là cái tóm tắt rất là dễ để chúng ta hiểu được. Một, bệnh nhân đấy phải cho ngay thuốc, bắt buộc phải thuốc ngưng tập tiểu cầu kép. Hai là bắt buộc phải chống đông vì lý do cái cơ chế đông máu bệnh nhân rất là rõ. Thế ngưng tập tiểu cầu kép thì nên chọn thuốc gì? Thì khuyến cáo những năm mới rất rõ là gì? Aspirin cộng với một cái thuốc kháng P22 và ưu tiên lựa chọn ticagrelor. Sau đó có thể prasugrel hoặc là clopidogrel khi không có hai thuốc trên, hoặc khi những cái nguy cơ của chống chỉ định và hai thuốc trên. Thuốc chống đông
ưu tiên lựa chọn trong trường hợp này lại khác với nhồi máu cơ tim cấp SC chênh lên một chút, là ưu tiên lựa chọn heparin trọng lượng phân tử thấp, và nó nói thẳng là enoxaparin trong trường hợp như vậy. Heparin không phân đoạn vẫn được sử dụng nếu chúng ta không có. Fondaparinux là một cái thuốc vẫn được quyền sử dụng, và bioriodine, nhưng hai cái thuốc này chỉ sử dụng khi mà chúng ta không có chiến lược can thiệp cấp cho bệnh nhân. Đối với fondaparinux, cái này nói rất rõ. Cũng may là bây giờ chúng ta ít dùng, chứ ngày xưa chúng tôi có khá nhiều cái thuốc này chúng tôi dùng như vậy. Ở đây chúng ta thấy nói rất rõ là gì? Aspirin cho tất cả bệnh nhân, praswagraticagrelor, đặc biệt là ticagrelor là không phụ thuộc vào ức chế P2-12 đang sử dụng trước đó. Praswagrel chỉ với những bệnh nhân chưa sử dụng P2-12 và đang chuẩn bị làm can thiệp. Cái này rất rõ. Dẫn tới một vấn đề là gì? Nếu mà trong tay các bạn có cả praswagrel, cả ticagrelor, cả clopidogrel, cái ông bệnh nhân trên vào ban đêm, sáng hôm sau thì gọi ông Việt Anh ra làm can thiệp, bính thẳng viện tim mạch, và bà bệnh nhân là ở tuyến trước, người ta đã cho clopidogrel rồi, thì sẽ chọn lựa chọn thuốc gì anh Sơn Hải? Đúng rồi, không chọn praswagrel trong cái trường hợp như này, bởi vì tuyến trước người ta dùng mất cái đó rồi. Thế nó mới khó ở cái chỗ đấy. Chúng ta phải nhớ cái này nhé. Nếu sau này chúng ta có thêm praswagrel thì lại là một vấn đề khá là phức tạp trong cái chuyện mà chúng ta lựa chọn. Đấy, clopidogrel khi không có praswagrel hoặc ticagrelor. Đấy, đối với những bệnh nhân điều trị trước can thiệp hội chứng vành cấp không có SC chênh lên, xem xét sử dụng clopidogrel hoặc clopidogrel nếu không thử sử dụng ticagrelor ngay khi có xác định. Tóm lại là gì? Ở đây nó nói rất rõ với chúng ta cái sơ đồ này để chúng ta rất là dễ nhớ là gì. Chúng ta là bác sĩ phải nắm chắc cái vấn đề sử dụng này. Các bạn có thể không làm can thiệp nhưng chúng ta bắt buộc phải nắm chắc cái sơ đồ sử dụng này. Hội chứng vành cấp không có SC chênh lên, aspirin ngay lập tức, hoặc là lựa chọn ticagrelor hoặc clopidogrel để cho nó dễ nhớ, đừng có lăn tăn gì praswagrel. Nhưng trong mọi trường hợp là ticagrelor lại là ưu tiên hơn, bởi vì nó clopidogrel chỉ không khi không có kia, còn praswagrel thì rất là khó khăn trong cái việc mà chúng ta không biết trước người ta tuyến đã sử dụng như nào rồi thì rất là nguy hiểm. Đối với những nguy cơ chảy máu cao mà có thì sau đó thời gian chúng ta sẽ sử dụng TAPT, nghĩa là kháng tập được cầu kép này, hoặc là aspirin cộng ticagrelor, hoặc aspirin cộng với clopidogrel, tốt nhất là được tới 6 tháng. Còn nguy cơ chảy máu không cao thì chúng ta tốt nhất kéo dài được tới 12 tháng. Trong trường hợp này thì đã xuất hiện thêm cái thằng là praswagrel ở đây. Nhưng mà trong cái lúc mà điều trị ở đây thì chúng ta không có cái sự xuất hiện của praswagrel nữa, mà chỉ có aspirin cộng với ticagrelor hoặc là clopidogrel. Sau đó là chúng ta tiếp tục kéo dài. Còn trên 12 tháng thì cái này vấn đề chúng ta rất nhiều hội thảo rồi, chúng ta có thể sử dụng nhiều thứ trong cái trường hợp đấy, là trong chiến lược là gì? Tốt nhất là rút xuống còn một thứ thôi. Nếu trong trường hợp nguy cơ chảy máu thấp mà nguy cơ tắc mạch lại rất cao, hoặc chúng ta can thiệp thân trung, bệnh nhân lại có sẵn điều kiện kinh phí, thì thôi bạn có thể kéo dài hơn. Thì đấy là cái thông điệp cho anh giờ phút này chưa thay đổi gì nhiều. Mặc dù nghiên cứu ở ACC vừa rồi còn xu hướng như này, kể cả hội chứng vành cấp can thiệp mạch vành nó còn rút xuống có 3 tháng thôi. Sau đó là dùng một thuốc chống nguyên tập tiểu cầu, nhưng thay vì dùng aspirin lâu dài thì nó lại chiến lược là dùng clopidogrel lâu dài. Sau đó thì thấy hiệu quả không khác gì chúng ta dùng kéo dài tới 12 tháng thay đổi thuốc và sau đó là dùng một thứ. Thì đấy là tôi nghĩ là tương lai nó sẽ sử dụng như vậy. Chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Không may một ông đang bệnh van tim nhân tạo, đang dùng thuốc chống đông, lại bị nhồi máu cơ tim cấp, lại can thiệp. Hoặc một ông dung nhĩ đang dùng thuốc chống đông, lại đang dùng thuốc can thiệp. Chúng ta phải hiểu rõ là hai cái lĩnh vực này rất khác nhau. Cái thằng thuốc chống tập tiểu cầu thì nó là chủ yếu tác động lên cái mạch máu và mạch vành và cái huyết khối của cái stent trong mạch vành. Nhưng mà cái huyết khối trong nguồn tim mà gây ra tai biến mạch não lại là do cái nguyên nhân của cái chuyện đông máu kia, thì lại cái thuốc chống đông mới có tác động. Thế do cho nên cái vấn đề này nó cũng loay hoay lắm rồi. Và cho đến giờ phút này thì đây là khuyến cáo năm 2018, nhưng 2019 tôi nghĩ rất thay đổi rồi. Đánh giá nguy cơ chảy máu của bệnh nhân. Nếu bệnh nhân chảy máu nặng nề quá, thì chúng ta chỉ nên bắt đầu bằng một cái thuốc chống đông đồng uống cộng với clopidogrel. Và trong cái khuyến cáo mới hiện nay, người ta rất muốn khuyến cáo chúng ta sử dụng là cái NOACs, nghĩa là cái chống đông thế hệ mới cộng với
Clopidogrel là hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng được, chứ còn không được dùng tới với các cái khác đâu nhé, không được dùng với các cái, xin lỗi, không được dùng với tất cả các cái loại mà chúng ta thuốc chống đông thế hệ mới đâu nhé. Ví dụ như là ticagrelor mà dùng với các thuốc chống đông đường uống là chưa có những khuyến cáo cho tới giờ phút này, hoặc là prasugrel rất nặng nề. Nhưng đối với những cái trường hợp mà nguy cơ chảy máu cũng rất thấp thôi thì bạn được quyền dùng ba thứ: aspirin cộng với clopidogrel cộng với một cái thuốc chống đông đường uống trong vòng ít nhất 1 tháng tới 6 tháng, sau đó lại rút xuống 2 thuốc đến 12 tháng. Và cái này nó có một cái hay nữa là gì? Sau 12 tháng thì phải dùng thuốc chống đông thôi, đừng uống. Nghĩa là bạn có thể dùng một cái Noax hoặc là dùng một cái Warfarin, nghĩa là kháng vitamin K, sau 12 tháng mà không cần phải dùng cái aspirin hoặc là clopidogrel nữa.